Xin chào mọi người, mình là Linh Chi và mình đến từ Hà Nội. Thì hôm nay đã là ngày thứ 14 sau khi mình thực hiện phẫu thuật nâng mũi xuyên nhĩ phong kết hợp với tụ sụn tai tại Trung viện Thẩm mỹ nâng mũi của bác sĩ Trần Phương. Thì hôm nay mình quay lại đây để các chị có thể vệ sinh mũi cho mình cũng như là cắt chỉ mũi và cắt chỉ tai. Cháu mũi trước khi nâng mũi của em thì về phần đầu mũi thì nó cũng không có thay đổi quá nhiều, nhưng chủ yếu là cái phần cột sống, cái phần sống mũi của em ấy thì nó hơi thấp và nên là nhìn cái khuôn mặt nó hơi bị chưa được thanh thoát lắm. Thì sau khi làm xong thì cái cá mũi nó cao hơn nên là hai mắt cũng như là mặt của mình nó sẽ căng ra hơn, khiến cho khuôn mặt nó hoàn thiện hơn. Hôm nay tình trạng mũi của em thì cũng khá là ổn rồi, thì các mặt em cũng bớt sưng hơn nhiều. Khi em quay lại Hà Nội thì mặt em cũng đã bớt sưng khá là nhiều ấy, nó không còn cái hiện tượng bầm tím nữa mà nó chỉ còn sưng nhẹ thôi, như là các cuộc sống sinh hoạt như việc đi học đi làm của em vẫn diễn ra như bình thường. Và em hy vọng là trong vòng khoảng một tháng sau thì tình trạng mũi sẽ tăng nhiều hơn và tình trạng sưng sẽ giảm đi. Thì hiện nay thì gia đình cũng như bạn bè em cũng đang rất là trông chờ để xem là sau thời gian hoàn thiện của mũi của em thì để có thể đến cải thiện được ngoại hình của mình. Thì khi mà mọi người nhìn thấy lúc đầu thì nó vẫn còn hơi sưng á, nên là cũng chưa biết để có thể đánh giá được, nhưng mà sau khi hết sưng rồi thì mọi người bảo dáng mũi này rất là ok, hợp với mặt em vì da của em khá là mỏng ấy nên là không thể làm quá cao được. Sau khi nâng mũi thì em còn thấy là thứ nhất là tự tin hơn, thứ hai là mọi người cũng bảo kiểu về cái khuôn mặt của em nó cũng thay đổi đi nhiều hơn ấy, mắt nó cũng dài hơn nên là về khuôn mặt và ngoại hình nó cũng có sự thay đổi nhiều hơn, nên là mình cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Lúc mà em cho lại cắt chỉ thì mọi người cũng bảo là cắt chỉ sẽ hơi nhói một chút ấy, nếu mà mình không vệ sinh sạch thì em có ở lại đây các chị điều dưỡng vệ sinh cho em khoảng một tuần ấy, nên là vết chỉ của em cũng khá là khô và sạch nên là cắt chỉ cũng không đau như là mọi người tưởng. Thì em chỉ cảm thấy là em cảm thấy là dịch vụ nâng mũi của Trung viện Thẩm mỹ nâng mũi của bác sĩ Trần Phương rất là tốt. Thì nếu mà mọi người có ý định làm mũi thì có thể tham khảo, vì bác làm cá mũi rất là tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt cũng như là việc chăm sóc trước khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật rất là tốt. Và việc nâng mũi thì nó cũng không quá là đáng sợ như mọi người nghĩ. Nâng mũi em thấy là từ đầu quá trình đến khi kết thúc thì nó khá là nhẹ nhàng, không phải là quá là đau hay là có ảnh hưởng gì trực tiếp đến cuộc sống hay sức khỏe của mình. Hy vọng mọi người sẽ gặp lại mọi người trong lần tái khám tiếp theo. Bye bye. Thank you.